và Ái Hậu xin kính chào quý khán giả đang theo dõi Miền Tây Hôm Nay Sáng được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ trên kênh VTV Cần Thơ. Gần đây, nhiều nhóm nhạc quốc tế đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm quay các dự án nghệ thuật của mình. Dân gia sản phẩm âm nhạc đã trở thành là đại sứ du lịch. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả cùng những nội dung đáng chú ý khác. Vào mùa cá khoai, ngư dân Cà Mau dương khơi dẫu còn lắm nhọc nhằn. Một tháng thì dân biển này làm được, chắc cá khoai này làm được nhầm khi 2-3 ngày, 4-5 ngày. Như trời giông gió đồ á, là mình ra khó khăn lắm. Cảnh báo, nhận được cuộc gọi tự xưng là nhà mạng, đừng đổi tên để tránh bị lừa đảo. Đảo ngược xu hướng giảm sinh, đâu là giải pháp của Nhật Bản? Sản xuất an toàn đưa nông sản nội xuất ngoại, lối đi mới của nông dân Hậu Giang. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm nay. Xin mời chị Ái Hậu. Vâng ạ, dự kiến thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ tổ chức sớm hơn năm ngoái. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có thể được tổ chức vào tuần của tháng 6 thay vì vào tháng 7. Nếu kỳ thi năm nay được đẩy sớm lên tháng 6, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng sẽ được tổ chức sớm hơn. Trong những năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid, kỳ thi này đã bị lùi lại từ 1 tới 2 tháng. Một thông tin khác cũng nhận được sự quan tâm của các em học sinh, đó là môn lịch sử có thể sẽ trở thành môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt buộc vào năm 2025. Nếu như vậy thì học sinh lớp 10 năm nay sẽ cần tập trung học lịch sử ngay từ bây giờ. Tuy nhiên đây chỉ là phương án dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng, xin ý kiến góp ý và khi đưa ra được phương án sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Cũng liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, đến thời điểm này đã có khoảng 100 đơn vị đào tạo công bố sẽ sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông để xét tuyển. Tuy nhiên, phương thức xét tuyển giữa các trường cũng có sự khác nhau. Một số trường sử dụng kết quả học tập trong cả 3 năm như là Đại học Sư phạm, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghiệp. Có trường thì chỉ sử dụng kết quả học tập năm lớp 12 như Đại học Dầu khí, Đại học Lâm nghiệp. Tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả học bạ cũng không quá cao. Ngoài ra, các thí sinh vẫn phải đạt ngưỡng điểm nhất định trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do các trường đặt ra. Thì về nhà luôn, vẫn chấp nhận cái điều đó luôn, lý do nó xuất phát từ đâu? Mới đây trong lúc đang làm giường, ông Đặng Văn Chánh ở quận Ô Môn thành phố Cần Thơ bất ngờ bắt được một con cá sấu dài 0,6 mét, cân nặng hơn 2 kg. Theo lời kể của ông Chánh, khi người thân của ông đang đi quanh giường thì vô tình phát hiện một con cá sấu bên cạnh mương nước đã được tát cạn. Trước sự việc trên, ngành chức năng địa phương đã tuyên truyền cảnh báo nguy hiểm khi phát hiện cá sấu ở sông, kênh, rạch. Tiếp tục chương trình là câu chuyện nghề biển đánh bắt cá khoai. Để bắt được loại cá này tốn không ít kỳ công bởi ngư dân phải vượt gần 30 hải lý. Việc thả lưới thường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ chiều. Vất vả là thế, nhưng bù lại mỗi ngày ngư dân kiếm được một số tiền kha khá. Phóng sự sau sẽ giúp khán giả hiểu hơn về nghề đánh bắt này. Khu vực đánh lưới rộng chừng 5 km vuông, tập trung khoảng 30 tàu và vỏ lãi hành nghề đánh bắt cá khoai. Việc đánh theo cụm như thế này được dân trong nghề gọi là đánh cá hầm. Còn các tàu chạy đánh không tập trung thì gọi là đánh cá lẻ. Đánh cá lẻ thì bắt được cá khoai ít hơn, nhưng bù lại bắt được các loại hải sản khác như tôm, mực, ghẹ. Tới mùa nó vô đây tháng 2 tháng gì rồi nó cũng đi ra mắt hết. Hết mùa làm cũng không có. Quánh lan ở ngoài thì 5-10 ký, chục ký rồi chứ đâu có nhiều. Thả lưới vậy nè rồi mình đợi tới chừng tiếng tới mấy hồ mình rút lên. Rút lên nữa nhiều thì về vô, còn nếu mà ít thì quánh thêm giác hai giác nữa. Đi đánh lưới cá khoai, người dân không sợ thất cá mà sợ lưới dính vào rạn san hô. Bởi nếu lưới không dính cá thì có thể tìm chỗ khác êm hơn để bủa lưới khác. Còn như dính rạn san hô thì xem như rách lưới, có khi kéo lưới lên không nổi đành bỏ luôn. Bắp bên lắm anh, làm như một tháng thì dân biển này làm được, chắc cá phai này làm được nhầm khi 2-3 ngày, 4-5 ngày. Như trời giông gió đồ á, là mình ra khó khăn lắm.
Im im vậy đây thì còn làm kiếm sống được. Cá khoai có theo mùa và theo con nước. Mỗi năm mùa cao điểm của cá khoai là từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch. Nếu trúng đậm, một ghe lớn lưới dài có thể thu hoạch được hàng tấn cá. Ở Việt Nam thì tình trạng chó được thả rông là điều rất bình thường. Và thời gian gần đây thì các vụ việc chó cắn người xảy ra liên tiếp, thậm chí là đã có nhiều vụ việc gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng. Cụ thể là mới đây, một nam sinh ở Lào Cai đã bị hai con chó tấn công khi đang chạy bộ thể dục. Nạn nhân đã bị đa chấn thương, trên người có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm. Rất may người dân đi qua phát hiện giải cứu. Thưa quý khán giả, thuê bao di động của quý khách sẽ bị khóa sau 2 tiếng do nợ cước, phát tán tin nhắn rác hay có liên quan tới vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra. Đề nghị quý khách làm theo hướng dẫn để được xác minh. Thời gian gần đây, rất nhiều người dân đã phản ánh về việc liên tục nhận được các cuộc gọi như vậy từ các đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng hay đại diện Bộ Thông tin Truyền thông. Nếu cũng nhận được các cuộc gọi vậy, quý khán giả sẽ ứng phó như thế nào? Những cuộc gọi lừa đảo như vậy đến từ nhiều số điện thoại và đầu số khác nhau, từ cả thuê bao di động và thuê bao cố định, và đều có một đặc điểm chung là đưa ra thông báo sẽ khóa SIM của người dùng. Dựa trên những thông tin cá nhân và những thao tác mà những người dân nhẹ dạ cả tin cung cấp và làm theo, các đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm được quyền sử dụng thuê bao điện thoại di động, từ đó tiến hành thao tác chuyển đổi thông tin, chuyển hướng cuộc gọi và tin nhắn về máy chủ mà chúng quản lý. Từ đây, các đối tượng đăng nhập vào ví điện tử, tài khoản ngân hàng của người bị hại. Trong những vụ việc như thế này, các đối tượng thường sử dụng thông tin ẩn danh, không trực tiếp xuất hiện, nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Vậy biện pháp nào để có thể chủ động phòng tránh sập bẫy lừa, giỏ khóa thuê bao di động và các chiêu trò lừa đảo khác qua điện thoại? Ngay sau đây sẽ là tư vấn từ chuyên gia. Trước tình trạng gia tăng các cuộc gọi lừa đảo, Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai mở rộng việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Khi người dân nhận được các cuộc gọi rác, tin nhắn rác hoặc các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thì có thể gọi đến đầu số 156 hoặc có thể phản ánh theo hình thức nhắn tin bằng cách: nếu nhận được tin nhắn rác, soạn tin theo cú pháp S, cách nguồn phát tán, cách nội dung tin nhắn rác, gửi đến đầu số 5656. Nếu người dân nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, có thể soạn tin theo cú pháp LG, dấu cách, số điện thoại phát tán cuộc gọi lừa đảo, dấu cách, nội dung cuộc gọi lừa đảo, gửi đến đầu số 5656. Nếu nhận được một cuộc gọi đe dọa khóa thuê bao điện thoại, người dân tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ phía cuộc gọi. Cần ghi âm cuộc gọi, lưu lại chứng cứ để phản ánh tới nhà mạng quản lý thuê bao hoặc cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ thông tin cho bạn bè, người thân để đề cao cảnh giác. Còn đối với các cái đường link ấy thì và hay website các đối tượng cung cấp thì đề nghị người dân cũng cần phải có sự xác thực, kiểm tra kỹ và không thực hiện ngay cái việc nhập thông tin cá nhân. Nếu không ai là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này, cần trình báo ngay với cơ quan công an để có các biện pháp xử lý kịp thời. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vừa cho biết đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 57 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam đã ra đầu thú. Đây là nghi phạm thứ hai của vụ vận chuyển tên Nguyễn Tuấn Anh, thường trú xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tuấn Anh là nghi phạm mang bao tải có chứa 22,6 kg cần sa khô bỏ lại hiện trường. Trước đó, ngày 12 tháng 2, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ Lê Văn Thanh mang hai bao tải màu xanh bên trong chứa 34,4 kg cần sa khô. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện nay, các hiệp định thương mại có hiệu lực và triển khai ngày càng sâu rộng. Đây là cơ hội lớn đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang các thị trường lớn. Trong quá trình canh tác, thì nông dân dần tuân thủ theo các chương trình và tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 45.000 hectare cây ăn trái, trong đó có 94 hectare được đạt chứng nhận Global Gap. Chứng nhận này sẽ giúp nông dân tăng thu nhập và đạt hiệu quả kinh tế cao. Bao trái mít từ khi còn nhỏ,
phần thuốc được sử dụng theo liều lượng và phải nằm trong danh mục cho phép là những việc mà anh Võ Hoàng Ân cùng 12 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Mít Hữu Cơ xã Đông Phước, huyện Châu Thành thực hiện khi canh tác theo tiêu chuẩn LomoGAP. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình mà bích thái của anh Ân và thành viên hợp tác xã được xuất khẩu. Trong quá trình mà để chứng nhận LomoGAP thì cũng ban ngành cũng hỗ trợ giúp đỡ mình những cái khâu phần cứng như là giải quyết kỹ thuật này kia rồi bổ sung cho mình. Thứ hai nữa là như giải quyết những cái yêu cầu của người ta đề xuất ra để cho mình cố gắng mình thực hiện. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 94 hectare đạt chuẩn LomoGAP, chủ yếu là mít, chanh không hạt, bưởi, khóm, mãng cầu, tập trung nhiều ở huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp và Châu Thành. Chương trình LomoGAP này là cái thứ nhất là dân người ta đã chuộng một cái hàng sạch. Cái thứ hai nữa, các cái công ty tập trung để ký hợp đồng cây khóm của LomoGAP. Cái thứ ba nữa là có lợi cho là cái xã viên, cái lợi nhuận nó cao hơn. Khi những người dân không còn sản xuất đơn lẻ, bắt đầu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết, thì hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt. Các hình thức canh tác manh mún nhỏ lẻ, thiếu khoa học kỹ thuật được thay thế bởi cách nghĩ, cách làm hiện đại, đáp ứng các quy chuẩn của thị trường. Đây là bước chuyển mình giúp trái cây Hậu Giang tiến xa hơn trên thị trường.